Thăng Long thành Hoài Cổ, Bà Rịa tham quan. Tạo hóa gây chi cuộc hí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh xương. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nịnh cũ lâu đài bóng tịch dương. Đã vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn trong mặt với tang thương. Nghìn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây núi đoạn trường. Bà Huyện Thanh Quan sống trong một thời đại lớn đầy biến động. Nhà Lê Mạc, Trịnh Nguyễn, Tây Sơn, Nguyễn Ánh liên tiếp xuất hiện và liên tiếp sụp đổ. Bởi vậy thiên nhân chất con tạo biến cuộc đời thành sản diễn của những đổi thay. Thoạt tiên vẫn những đối lập xưa nay ấy. Xưa là lối xe ngựa đi về nhộn nhịp, thì nay chỉ có cỏ thu phủ dày. Xưa là lâu đài đường bệ, mà nay chỉ còn trơ lại nền cũ dưới ánh chiều tà. Rồi xuất hiện thêm một đối lập khác nữa, tự nhiên, nhân tạo. Ngày tháng trôi đi, kéo theo những đổi thay, nhưng đó là những đổi thay của thế giới nhân tạo, thế giới người. Còn tự nhiên thì vẫn bất biến. Soi vào tấm gương vĩnh hằng của tự nhiên, đời sống nhân tạo từ xưa đến nay càng trở nên giả tạo và thoáng chốc. Con người đối diện với cảnh tượng này được thức nhận, tỉnh táo hơn so với con người ảo giác ở chùa Trấn Bắc, nhưng vì thế cũng đau khổ hơn và cô đơn hơn.